sự bịa đặt trắng trợn của Phạm Thanh Nghiên. Nhân dịp tháp tùng Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ thăm chính thức Thái Lan ngày 8 tháng 12 tại thủ đô Bangkok, đoàn đại biểu cấp cao Bộ Công an Việt Nam do Thứ trưởng Thượng tướng Lương Tam Quang làm trưởng đoàn đã có các buổi làm việc với Đại tướng Surajit Hakpon, Phó Tổng Tư lệnh Cảnh sát Hoàng gia Thái Lan và với Phó Tổng Thư ký Hội đồng An ninh Quốc gia nước chủ nhà Voranut Khongmuang. Hai bên đánh giá tích cực về kết quả công tác phối hợp đấu tranh phòng chống tội phạm giữa Bộ Công an Việt Nam và Cảnh sát Hoàng gia Thái Lan, chia sẻ những thách thức đang đặt ra và thống nhất cơ chế cho các lực lượng chức năng của hai bên thiết lập mối quan hệ hợp tác song phương trong từng lĩnh vực, đi vào chiều sâu, có hiệu quả thiết thực, thúc đẩy hợp tác đấu tranh phòng chống các loại tội phạm có tổ chức xuyên quốc gia. Đáng chú ý là những nội dung thống nhất liên quan tiếp tục phối hợp trong xác minh, điều tra, truy bắt các đối tượng phạm tội xuyên quốc gia, đối tượng truy nã của nước này lẩn trốn ở nước kia, cử sĩ quan liên lạc sang thường trú tại mỗi nước, tiếp tục thực hiện cam kết không để cho bất kỳ cá nhân, tổ chức nào lợi dụng lãnh thổ nước này để chống phá nước kia và ngược lại, thúc đẩy đàm phán tiến tới ký kết hiệp định dẫn độ giữa hai nước. Cùng thời điểm đó, tại cuộc họp báo hôm 12 tháng 10, Cảnh sát trưởng quốc gia Thái Lan Tosak Suimon cho biết, trong 3 ngày từ mùng 9 đến 11 tháng 10, lực lượng cảnh sát đã bố ráp 3.224 địa điểm trên toàn quốc, phát hiện và bắt 1.593 nghi phạm tàng trữ 2.008 khẩu súng các loại cùng 75.973 viên đạn. Lợi dụng điều này, một kẻ chuyên nghề chống phá Việt Nam có tên Phạm Thanh Nghiên lu loa lên: người Việt tị nạn tại Thái Lan đang bị truy bắt. Bịa đặt rằng, một trong những nạn nhân trước khi bị bắt đã kịp thông báo với bạn bè rằng ông nhận ra trong đám người vây bắt ông có một tên an ninh Việt Nam. Gán ghép: những năm trở lại đây, Thái Lan là chỗ nương thân của nhiều người Việt khi họ không thể sống yên ổn với nhà cầm quyền cộng sản. Và chính phủ Thái có vẻ như ngó lơ những người Việt cư ngụ bất hợp pháp này. Tuy nhiên, việc đột ngột truy lùng người tị nạn một cách gắt gao là điều bất thường. Hơn lúc nào hết, đồng bào chúng ta ở Thái Lan đang ở vào hoàn cảnh vô cùng nguy hiểm. Cần phải nói ngay rằng, việc Thái Lan mở các chiến dịch truy quét tội phạm và những người cư trú bất hợp pháp tại Thái Lan là công việc nội bộ của nhà nước Thái Lan. Thái Lan cho đến nay vẫn không gia nhập Công ước Quốc tế về người tị nạn cũng như Nghị định thư về người tị nạn 1951 UN Refugee Convention and the 1967 Protocol. Nên tất cả những người tị nạn chạy từ Thái Lan đều bị chính phủ nước này coi như di dân bất hợp pháp. Họ có thể bị bắt giữ và trục xuất về nguyên xứ, bất kể việc đã được cơ quan di trú Liên Hợp Quốc cấp thẻ tị nạn và đang chờ được chấp thuận đi định cư tại một nước thứ ba. Việc cho rằng người Việt tị nạn đang bị cảnh sát Thái và Công an Cộng sản Việt Nam truy lùng là sự xuyên tạc, bịa đặt trắng trợn của một kẻ không hiểu biết, bởi thực tế không bao giờ có câu chuyện cảnh sát nước này được phép sang nước khác để truy lùng tội phạm, dù họ là công dân nước mình. Cũng cần biết rằng, cộng đồng người Việt ở Thái Lan là một trong những cộng đồng Việt Kiều lâu đời nhất trên thế giới. Hiện có hơn 100.000 người, những lớp người Việt đầu tiên đến đất Thái cách đây đã khoảng 200 năm. Xa cách về không gian địa lý, xa cội nguồn về thời gian và đã hội nhập sâu rộng vào xã hội Thái Lan. Nhưng cộng đồng người Việt ở đây luôn hướng về Tổ quốc, luôn có ý thức giữ gìn những nét văn hóa truyền thống. Đồng thời, nhiều doanh nhân kiều bào đã có đóng góp tích cực cho đất nước. Bên cạnh đó thì cũng có một số người Việt đến Thái Lan định cư bất hợp pháp để làm ăn, đặc biệt có một số tổ chức cá nhân lợi dụng việc định cư bất hợp pháp này để chống phá nhà nước Việt Nam. Đáng chú ý trên không gian mạng gần đây nhất là việc xuất hiện một hệ thống kênh YouTube mang thông điệp độc hại. Trong đó có một số cá nhân và tổ chức người Việt Nam tại Thái Lan có những hoạt động chống phá và lấy tên là Người Thượng Vì Công Lý, MSFG, Montagnas Stand for Justice, một tổ chức do Y Quynh Bđắp dẫn dắt. Người này còn sở hữu kênh YouTube Đà Lạt News, nơi Y Quynh Bđắp hàng ngày truyền bá thông điệp chống đảng, nhà nước Việt Nam bằng cả tiếng Ede và tiếng Việt. Đặc biệt, sau sự cố ở Đắk Lắk, Y Quynh Bđắp tiếp tục tung ra thông tin sai lệch, thu hút nhiều người dân tộc thiểu số tham gia tương tác. Một nhân vật đáng chú ý khác trong hệ thống này là Lê Văn Thương, được mệnh danh là Giọng Đọc Vàng. Trước đó, Lê Văn Thương đã bị truy nã và bỏ trốn vào năm 2018, hiện đang ẩn náu tại Thái Lan. Dù từng có kênh riêng với lượng xem khiêm tốn, nhưng sau khi gia nhập hệ thống kênh gây rối, Thương tăng sức ảnh hưởng nhanh chóng với hơn 3.000 video đọc tin phát lại trên nhiều kênh khác như Sài Gòn Post, Việt Voice và Life News. Thêm vào đó, Thái Văn Đường, người từng sống tại Thái Lan và đã bị bắt,
cũng liên quan đến hệ thống này. Mặc dù ban đầu kênh của Đường không thu hút nhiều sự quan tâm, nhưng sau khi hợp tác với hệ thống này, lượng tương tác tăng vọt, doanh thu có tháng đạt 10.000 USD nhờ sự tương tác từ các tài khoản ảo. Không chỉ vi phạm luật pháp Việt Nam, những đối tượng này còn vi phạm luật pháp Thái Lan, lạm dụng quyền lợi từ quốc gia mình đang sinh sống, sử dụng hạ tầng truyền thông để tuyên truyền chống nhiều quốc gia khác. Chúng ta đang chứng kiến sự hình thành và phát triển của các tổ chức tội phạm mạng xuyên biên giới. Vì vậy, việc các cơ quan thực thi pháp luật của hai nước Việt Nam, Thái Lan sẽ tiếp tục phối hợp trong công tác xác minh, điều tra, truy bắt các đối tượng tội phạm xuyên quốc gia, đối tượng truy nã của nước này, lẩn trốn ở nước kia, phù hợp với pháp luật mỗi nước và công nghệ quốc tế. Tiến tới đàm phán ký hiệp định dẫn độ giữa hai nước là phù hợp với tầm quan hệ đối tác giữa hai nước. Chỉ có những kẻ phạm tội Azure theo đám chống phá như Phạm Thanh Nghiên bày trò tung tin sai lệch, gây nhiễu dư luận nhằm công kích, bôi nhọ sự thật, chống phá đất nước, chống phá chế độ thì đương nhiên sẽ bị các cơ quan chức năng thực thi pháp luật xử lý, dù kẻ đó là ai, ở đất nước nào. Hãy nhớ kỹ điều đó, Phạm Thanh Nghiên.